Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 11 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công nghiệp. Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp. Đầu tư công nghệ cao, chất lượng sản phẩm làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa Phong. Đa dạng hoạt động truyền thông về bình đẳng giới. Gương người cựu chiến binh 48 lần hiến máu nhân đạo. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2030 có 59 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.000 ha. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 26 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1,2 nghìn ha, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 12,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 20 cụm công nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Hai cụm công nghiệp đã hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trình Sở Xây dựng thẩm định theo quy định. 4 cụm công nghiệp đang trình Sở Xây dựng gồm hồ sơ xác định ranh giới cụm công nghiệp làm cơ sở để lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Hiện đã có 11 cụm công nghiệp được cấp có thẩm quyền chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có 4 cụm công nghiệp đang thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng gồm các cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ, Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, Trần Cao, Quang Hưng và cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong. Trong đó, cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ đã thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng trên 75 ha với 3.640 hộ, đạt 99% diện tích đất thu hồi. Cụm công nghiệp Trần Cao, Quang Hưng đã đền bù giải phóng mặt bằng với diện tích trên 42 ha, đạt gần 85% diện tích. 7 cụm công nghiệp đang được chủ đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định, gồm các cụm công nghiệp Minh Hải 1, Minh Khai, Văn Nhuệ, Đông Khoái Châu, Ngô Quyền, Phùng Chí Kiên, Đồng Than. Hiện chỉ còn gần 1 tháng nữa là hết năm. Đây là thời điểm các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành kế hoạch sản xuất cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng chuẩn bị chăm lo Tết cho người lao động. Để hoàn thành mục tiêu này, cùng với cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kim Động cũng đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cuối năm là thời điểm nhu cầu thị trường đối với các mặt hàng thực phẩm, dinh dưỡng tăng trưởng mạnh nhất trong năm. Vì vậy, đối mặt với khó khăn do tỷ giá ngoại tệ tăng cao, nguyên liệu nhập khẩu khó khăn, công ty cổ phần dinh dưỡng Quảng Lộc có địa chỉ tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động đã đưa ra giải pháp khắc phục bằng cách giảm lượng nguyên liệu dự trữ tại kho, chia nhỏ hợp đồng cung ứng để linh động nguồn vốn. Nhờ đó đáp ứng được nhu cầu của thị trường với sản lượng sản xuất của công ty tháng 12 tăng từ 10 đến 15%, tương đương khoảng 8.000 tấn sản phẩm bán ra thị trường. Những cái dịp cuối năm này thì cái giải pháp của doanh nghiệp để đáp ứng được cái nhu cầu về thị trường, các ca sản xuất đều bố trí tăng ca, tăng sản lượng bán. Đi đôi với cái việc đó thì công ty cũng chú trọng vào cái việc kiểm soát chặt cái chất lượng nguyên liệu đầu vào. Khác với mọi năm, thời điểm này là giai đoạn tăng tốc và phát động thi đua trong các chuyển may để đảm bảo đơn hàng xuất khẩu, thì năm nay doanh nghiệp này phải đối mặt với khó khăn chung của toàn ngành may mặc do thị trường nước ngoài biến động. Đơn hàng giảm, chi phí xuất nhập khẩu tăng cao, nhưng để duy trì chuỗi sản xuất năm, đảm bảo việc làm cho người lao động, công ty vẫn chấp nhận cắt lỗ để duy trì chuyển may. 800 công nhân của công ty vẫn đảm bảo chế độ việc làm với thu nhập từ 7 đến 8 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn đầu tư gần 20 tỷ đồng cho trang thiết bị máy móc để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng trưởng cả năm duy trì ở mức từ 10 đến 15%. So với mọi năm cái thời điểm này, lương của tôi khoảng 10 triệu, 11, 12 triệu. Nhưng mà với thời điểm này thì tình hình chung khó khăn nên mức lương của tôi là 8, 9 triệu một tháng, nhưng tôi vẫn rất hài lòng với mức lương đấy. Cái giải pháp của doanh nghiệp của chúng tôi là bắt buộc phải lấy những cái quỹ từ đầu năm bỏ lại, sau đó là làm sao để ổn định được cái thu nhập cho bà con lao động. Hiện tại có những cái mã hàng mà chúng tôi đặt bút ký vào mã hàng có thể lỗ đến hàng trăm ngàn đô, nhưng vẫn đặt bút ký. Mục đích là gì? Duy trì việc làm cho người lao động để vượt qua cái thời điểm khó khăn này đã. Theo các doanh nghiệp, bên cạnh chú trọng duy trì và tăng tốc sản xuất hoàn thành kế hoạch năm, thời điểm này hầu hết các đơn vị đã xây dựng và hoàn thiện kế hoạch chi trả chế độ lương thưởng cuối năm, Tết Nguyên Đán cho người lao động. Hiện nay vật tư nguyên liệu công ty đã chuẩn bị cho hết tháng 3 năm 2023, đồng nghĩa với cái việc là tiền lương, tiền thưởng của công nhân đã chuẩn bị một cách sẵn sàng. Với những kết quả nỗ lực mà các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kim Động đã và đang thực hiện, đóng vai trò quan trọng để hoàn thành kế hoạch đề ra góp phần vào tăng trưởng chung của toàn tỉnh trong năm 2022.
Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là tổ chức tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, hiện đang có nhiều chính sách ưu đãi về vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, lãi suất cho vay của quỹ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là 2,16% năm áp dụng cho vay ngắn hạn và 4% năm áp dụng cho vay trung và dài hạn. Về đối tượng vay là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị. Chi tiết về đối tượng, điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa để được vay hỗ trợ trên, quý doanh nghiệp cần tìm hiểu cụ thể tại Nghị định số 80 năm 2021 của Chính phủ. Đối với mỗi doanh nghiệp, việc tuân thủ, thực hiện tốt chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động lúc nào cũng là vấn đề rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhất là ở những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có tính đặc thù nặng nhọc, độc hại. Bởi bảo đảm an toàn vệ sinh lao động không chỉ giúp doanh nghiệp bảo vệ được sức khỏe cho người lao động, mà còn góp phần tăng năng suất, chất lượng trong sản xuất, tránh được những rủi ro, tai nạn lao động, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Hòa Phát chuyên sản xuất các sản phẩm ống thép phục vụ dự án công trường xây dựng, môi trường làm việc nặng nhọc, nóng, tiếng ồn lớn, nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn cho người lao động. Nhận thức được vấn đề đó nên nhiều năm nay, ngoài việc quan tâm đảm bảo chế độ ăn nghỉ, khám chữa bệnh, cải thiện điều kiện môi trường làm việc đảm bảo tốt nhất cho hơn 1.000 người lao động, doanh nghiệp còn thành lập hội đồng an toàn vệ sinh lao động, triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn lao động tại các bộ phận sản xuất. Ban lãnh đạo công ty rất là quan tâm đầu tư máy móc thiết bị công nghệ hiện đại để người lao động hạn chế tiếp xúc trực tiếp với máy móc, xây dựng được cái bộ cổ tay an toàn của từng vị trí làm việc, hướng dẫn cho người lao động phải làm việc tuân thủ đúng để giảm thiểu việc sai sót mạng lưới an toàn vệ sinh biên, giám sát, kiểm tra, đánh giá về cái việc tuân thủ của từng người lao động. Hàng tháng là chúng tôi đều được công ty đào tạo huấn luyện về an toàn lao động, trước khi vào làm việc làm công nhân đều phải chấp hành trang bị đầy đủ bảo hộ lao động được cấp phát, kiểm tra tình trạng máy móc là xem là nó có đảm bảo an toàn không. Trong quá trình làm việc thì những cái khu vực có biển báo cấm, có trong mối nguy hiểm là mình phải dừng máy để xử lý. Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 1.450 doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu cụm công nghiệp, thu hút trên 7 vạn người lao động tham gia. Ngoài ra còn có hàng chục nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các địa phương. Để đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, hàng năm Sở Lao động Thương binh và Xã hội đều phối hợp với các đơn vị tư vấn tổ chức huấn luyện định kỳ cho gần 1.000 công nhân, cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh lao động. Tại các doanh nghiệp, hiện toàn tỉnh cũng đã có trên 1.000 doanh nghiệp thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên với 5.000 thành viên, trên 300 doanh nghiệp thành lập hội đồng an toàn vệ sinh lao động. Nhìn chung, các doanh nghiệp đều nhận thức được việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất là quan trọng. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng thực hiện đúng quy định nên vẫn có những vụ tai nạn xảy ra. Năm 2021, toàn tỉnh đã xảy ra 31 vụ tai nạn lao động, làm 10 người tử vong, 21 người bị thương. Từ đầu năm đến nay, xảy ra 49 vụ, làm 1 người tử vong, 48 người bị thương. Qua nghiên cứu trên địa bàn của Hưng Yên, chúng tôi thấy thực hiện về công tác an toàn vệ sinh lao động ở trong các khu công nghiệp thì là tốt hơn là các cái doanh nghiệp tư nhân ở bên ngoài. Các cái doanh nghiệp nước ngoài thì là thực hiện có tính quy củ và đầy đủ hơn so với lại các doanh nghiệp trong nước. Các cái vụ tai nạn mà xảy ra thì là có 88% là nguyên nhân do người lao động trình độ chuyên môn hiểu biết về cái thiết bị máy móc làm việc là chưa tuân thủ chấp hành các cái quy định về nội quy an toàn, làm tắt làm ẩu, do sức khỏe, do tâm lý chỉ có 10% là do thiết bị máy móc thôi, còn lại là 2% là do điều kiện thiên nhiên. Để phòng tránh tai nạn lao động tại các doanh nghiệp, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện tốt các quy định của các ngành chức năng, mỗi doanh nghiệp trong tỉnh cũng cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc cải thiện môi trường làm việc, hướng dẫn, huấn luyện người lao động, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động. Vì thực hiện tốt công tác này không chỉ giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, bảo vệ sức khỏe cho người lao động mà còn tiết kiệm được chi phí, phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đã được công nhận là nghề, các sản phẩm mộc mỹ nghệ ở thị xã Mỹ Hào đã dần tạo được thương hiệu và nhiều nơi nhiều người biết đến. Để đáp ứng nhu cầu thị trường đồng thời giảm chi phí sản xuất, nhiều cơ sở đã đầu tư máy móc nhằm nâng cao hiệu quả, dần thay thế lao động chân tay. Ghi nhận tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Làng nghề mộc mỹ nghệ Phúc Miếu, xã Hòa Phong không còn nghe nhiều tiếng chạm đục đẽo thủ công, mà thay thế vào đó là tiếng đục đẽo khoan mài của động cơ của những chiếc máy đục mài nhỏ bé này đã và đang mang lại hiệu suất cao. Dù là hàng mỹ nghệ nhưng có tới 80% các sản phẩm của các cơ sở đều đã được sản xuất bằng máy, trong đó có cả sản phẩm có nhiều tiểu tiết nhỏ phức tạp như thế này.
Nếu mà đục tay bằng đục ấy thì những cái bức tranh như này thì nó phải rơi đến 2 đến 3 tháng. Đục bằng máy này thì chi tiết nó đẹp hơn và trong đó là nó đẩy tiến độ lên chỉ bằng một lửa thôi, khoảng tầm một tháng rưỡi là nó sẽ xong một tác phẩm như này. Làm cái này thì nó cũng nhàn hơn và dễ hơn ạ. Ở đây là cơ bản thì làm bằng máy. Những hàng mà kỹ thuật, hàng đẹp, kinh bông ấy thì mình vẫn làm bằng tay. Còn đây là máy đục CNC. Mỗi mũi đục được thay thế một lao động và chỉ cần một vài thao tác lập trình trên máy tính, hệ thống máy sẽ hoạt động liên hoàn theo những chi tiết cần khoan đục đã định sẵn. Loại máy này hiệu suất cao, tuy nhiên chỉ sử dụng để khắc họa hoa văn trên bề mặt phẳng như các tiểu tiết tranh gỗ, tủ giường, bàn ghế. Năng suất mỗi một máy là thay vào khoảng 10 nhân công lao động. Máy chất lượng là đục rất là đẹp và nó rất là đều và là sắc nét. Hòa Phong hiện đã được công nhận là xã làng nghề. Toàn xã hiện có khoảng 1.200 hộ, chiếm tới gần 80% tham gia sản xuất mỹ nghệ, tạo việc làm thường xuyên cho trên 3.000 lao động. Mức lương trung bình khoảng 10 triệu đồng một người trên tháng. Sau khi dịch Covid-19 được khống chế, hiện nay thị trường tiêu thụ các sản phẩm mỹ nghệ đã và đang hồi sinh trở lại. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai, đảm bảo công tác thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, huyện Kim Động đã đầu tư gần 9 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa và xây mới 52 hạng mục công trình thủy lợi. Trong đó, có 42 hạng mục công trình hệ thống máy móc được nâng cấp, sửa chữa như tu sửa cống, làm giàn van, cánh cống, máy đóng mở, nhà quản lý và nhà máy tại các trạm bơm. Toàn huyện đã xây mới 10 cống lấy nước, xả tiêu tại các xã Thọ Vinh, Ngọc Thanh, Vũ Xá, thị trấn Lương Bằng và Hiệp Cường. Các địa phương cũng đã chú trọng thực hiện nạo vét thủy lợi, đầu tư kinh phí để đắp cơi cao chống tràn cho các tuyến bờ vùng sông Cương Ngưu, sông Điện Biên, kênh dẫn. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác thủy lợi, nâng cao năng suất sản lượng sản xuất nông nghiệp, không xảy ra tình trạng ngập úng vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô. Thời gian qua, huyện Yên Mỹ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xử lý các trường hợp vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp, tăng cường hiệu quả công tác quản lý đất đai. Từ năm 2014 đến tháng 11 năm 2022, huyện Yên Mỹ phát sinh 361 trường hợp vi phạm về xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp thuộc diện phải giải tỏa theo kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các công trình vi phạm chủ yếu như nhà ở, nhà tạm, xưởng sản xuất, lều lán, bán hàng, xây tường bao, đổ vật liệu xây dựng, chuồng trại chăn nuôi. Đến nay toàn huyện đã xử lý giải tỏa 346 trường hợp vi phạm về xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đạt gần 96% số trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, các xã thị trấn đã tăng cường tuyên truyền vận động các hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm và tổ chức cưỡng chế giải tỏa đối với các trường hợp không chấp hành tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm theo quy định. Đến nay, 22 trường hợp vi phạm phát sinh mới trong năm 2022 đều đã được xử lý giải tỏa. Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều biện pháp linh hoạt sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo và phù hợp với thực tiễn của địa phương, cùng với sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, sự vào cuộc tích cực của các xã thị trấn, năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Mỹ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương và là một trong ba đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Mỹ đã tích cực tham mưu làm tốt công tác tuyển quân, đảm bảo giao quân đủ chỉ tiêu chất lượng tốt, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh COVID-19, phối hợp tốt với các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Tích cực tham gia công tác chính sách hậu phương quân đội, cùng với đó là sự tích cực hưởng ứng từ các xã thị trấn, góp phần hoàn thành tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương trên địa bàn huyện. Một trong những hoạt động nổi bật năm 2022, tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang thiết bị được cấp ủy chính quyền địa phương và thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đánh giá cao. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, chúng tôi nỗ lực tìm hiểu, học tập tài liệu cũng như tham khảo ý kiến chỉ đạo của cấp trên, từ đó xây dựng nội dung là theo đúng quy định về công tác tham mưu tác chiến, tham mưu với chỉ huy tìm ra các giải pháp để hoàn thành cái nhiệm vụ được giao.
Sau khi Ban Chỉ huy sự huyện phát động phong trào thi đua quyết thắng, thì chúng tôi đã lĩnh hội và cụ thể hóa vào các nội dung công việc, đặc biệt là công tác tuyển quân. Có được kết quả trên là nhờ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng với rèn luyện kỷ luật, khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần tự chủ, đội ngũ cán bộ tích cực học tập, rèn luyện, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong xây dựng đơn vị. Năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Mỹ đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên đánh giá cao và xứng đáng là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang của tỉnh. Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Mỹ là một cái đơn vị luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và cũng luôn là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia, trong đó có nhiều tấm gương tích cực hiến máu tới hàng chục lần, tiêu biểu như cựu chiến binh Nguyễn Trung Truyền tại thôn 3 xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã hiến máu tới 48 lần. Với tinh thần hết mình vì cộng đồng, sẵn sàng hiến máu cứu người khi cần thiết dù xa hay gần, những năm qua ông Lê Trung Truyền luôn tích cực tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo. Tham gia hoạt động này từ năm 2007 đến nay, trung bình mỗi năm ông hiến máu 4 lần. Với ông, việc hiến máu tình nguyện là một hành động bình thường, nhưng đối với người bệnh thì hành động ấy lại mang tính nhân văn cao cả, góp phần thức tỉnh trách nhiệm cho mỗi cá nhân đối với xã hội vì một thế giới khỏe mạnh hơn. Dù đã ngoài 60, song ông vẫn tình nguyện và tích cực tuyên truyền vận động người thân, bạn bè cùng các con của mình tham gia hiến máu nhân đạo. Nhờ đó, 5 người con trai, gái, dâu rể của ông đã tham gia. Người con hiến máu nhiều nhất cũng đã được 46 lần. Đầu tiên là hiến một cái khoa nhỏ của bệnh viện Bạch Mai, xong sang viện huyết học theo tham gia hiến máu các cái cuộc ở xã, ở huyện tổ chức thì mình tham gia. Thấy được cái việc hiến máu này là một việc ý nghĩa, một việc tốt. Mình cho đi một giọt máu đào thì mình trao được đời, được một sự sống. Tôi rất tự hào vì có một người bố đã giúp đỡ được rất nhiều bệnh nhân, luôn biết nghĩ đến người khác. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, ông luôn rất kỷ luật, học tập theo gương Bác Hồ. Chúng tôi cũng luôn tự nhủ là sẽ cố gắng để học tập theo gương của ông. Tăng cường sự tham gia của nam giới trong hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và tạo điều kiện để phụ nữ có thể phát huy thế mạnh, tham gia tích cực vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương là hai trong nhiều cách làm tại cơ sở trong thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hiện nay. Quyết định dừng lại ở hai cô con gái và cùng vợ chia sẻ đồng hành từ những việc nhỏ nhất trong quá trình nuôi dạy con cái và cuộc sống hàng ngày là điều mà anh Bùi Đức Hậu ở xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ đã làm trong thời gian qua. Thay vì đưa áp lực phải có con trai lên người bạn đồng hành của mình, thì chính anh là người động viên, cởi nút thắt để chị có thể thoải mái tinh thần, tích cực tham gia các hoạt động cùng với chị em địa phương. Bây giờ là nam nữ nó bình đẳng rồi, thì kể cả là từ công việc mà kiếm tiền hay là công việc gia đình ấy, thì mọi người cũng đều nên san sẻ nhau, để giúp đỡ nhau thì gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Buổi sinh hoạt thường lệ của câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình tại xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ đã duy trì từ nhiều năm nay. Mỗi buổi sinh hoạt đều thực hiện lồng ghép các hình thức như múa hát, tiểu phẩm hay chính câu chuyện của một vài thành viên và cùng nhau đưa ra những lời khuyên, động viên để có hướng giải quyết tốt nhất. Sự thay đổi rõ nét nhất đối với mỗi trẻ em đó là sự tự tin và thay đổi tư duy, quan niệm sống tích cực hơn. Không hẳn là bạo lực gia đình cứ chỉ về là bạo lực về thể chất, thì dù sao bạo lực về tinh thần nó cũng chiếm đa số. Bản thân gia đình tôi và tôi cũng đã phải gặp phải, từ cơm áo gạo tiền, con cái ăn học, thì qua những cái buổi sinh hoạt của hội thì chúng tôi về thay đổi từ cái tư tưởng, giải quyết công việc và có hiệu quả hơn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cương Chính đã xây dựng được cái câu lạc bộ phụ nữ nói không với bạo lực gia đình, gồm gần 100 hội viên và được sinh hoạt định kỳ. Đến thời điểm hiện tại thì hầu hết các chị em phụ nữ đã không còn vấn đề bị ảnh hưởng về bạo lực gia đình. Để công tác bình đẳng giới thực hiện có chiều sâu và hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 38 về thực hiện công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó chú trọng công tác đào tạo, tập huấn và nâng cao kỹ năng cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới. Hơn 70 lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ công tác về bình đẳng giới đã được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, trong đó tỷ lệ nam giới tham gia trong công tác này chiếm 15%. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ
góp phần giảm thiểu khoảng cách giới trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và xây dựng gia đình hạnh phúc. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 nhằm khẳng định sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong xóa bỏ định kiến giới, xây dựng xã hội bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.